Okay, hôm nay thì mình giới thiệu một cái mẫu mạch mới ha. Mẫu mạch mới đây. Có revert ha. Delay repeat echo ha. Ok, đây là phần tầng chỉnh phía trước nè ha. Rồi, cái này là biến tấu xuyến ha. Đây, đây là bên trong main console nè. Đây phần rè nè ha, ba công suất. Mở ra nè ha, mở ra lo nè ha. Thì đối với cái bo mạch này 8 ohm, 400W à. 4 ohm. Ok chưa? Mình biến nó xíu. Ok ha. Thì mẫu này biến thế xíu chạy nguồn 32V đôi ha. Đây. Ok chưa? Rồi, phụ kiện kèm theo gồm có là dây bình nè. Có dây lo nè ha. Rồi, dây nguồn nè. Rồi cái remote ha. Đây. Đây là phần lắp micro không dây. Micro không dây là 8V ha. Ok, đối với bo mạch này vừa chạy bình ắc quy và vừa chạy điện 220 ha. Mình đang đối với cái công suất 200W 8 ohm đến 400W 4 ohm thì mình cho phép chạy 4 tốc đôi, 5 tốc đôi hoặc là 3 tốc đôi. Lô đơn thì mình chạy 4 tốc đơn, 5 tốc đơn. Ok chưa? Thì ở đây mình đang test bình nè. Dư bình và dư điện song song ha. Đây mình test nhanh test bình ha. Đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành test cái tiếng micro. Các anh em xem. 1 2 1 5 6 7 9. Echo, repeat, delay, và tắm echo. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Alo. Delay đang có trạng thái là max reverb. Delay, repeat, max luôn. Echo đang đóng. Còn mình hỏi với echo nè. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Alo. 1 2 4 5 6 7 9. Anh 1 2 4 5 6 7 9. Anh 1 2 4. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.